Rồi em chào tất cả chị đang xem live nha. Em chào cả nhà. Chị nào thấy em chấm bài cho em mấy chị nha. Để em biết mấy chị đang xem, em đang thấy em nè. Rồi mấy chị chấm bài giùm em nha. Rồi chấm bài cho em mà để em khoảng comment cho cả nhà nha. Để em thấy các chị đang theo dõi em live. Em chào chị Hương Lê nha. Em chào tất cả chị để đang xem live. Cả nhà ơi chấm bài em nha, chấm cho nút chia sẻ like luôn nha cả nhà ơi. Rồi chế là thấy em không? Chế là thấy em chấm nút chia sẻ like nha cả nhà nha. Hello cả nhà, em chào nắng hè nè, chào tất cả chị đệ xem live nha, chào mấy chị yêu nha. Em thấy hoa rồi. Rồi chị nào thấy em không? Chị nào thấy em chấm em một bài mà chấm em một chấm nào cả nhà ơi. Chị nào thấy em chấm em bài cho em nha, em chào cho băng này em thấy chị đẹp nha. Rồi chị nào thấy em này chị ơi, chị nào thấy em chấm bài em xíu nha cả nhà nha. Dạ này Facebook bắt tương tác. Ok em chào chị Gia Hân Lương nè, em chào tất cả chị để xem live nha. Rồi chị nào đang xem live cho em nút chia sẻ like nha cả nhà nha. Rồi chờ cả nhà vào trong đây lên mẫu nè. Rồi chấm bài giùm em nha cả nhà nha, khỏi ẩn comment giùm em để em thấy các chị đang xem đang theo dõi live giùm em nha. Rồi em chào cả nhà nha. Rồi chấm chấm bài cho em để em thấy mấy chị đang xem đoạn live mấy chị ơi. Còn ấn comment giùm em nha. Rồi em chào tất cả chị để xem live. Rồi em chào chị Diệu Như Phan nha. Hôm nay em xả hàng lại sai. Chị đang xem đang theo dõi live chấm bài giùm em đây. Đừng quên ấn comment giùm em nha cả nhà nha. Rồi em chào tất cả chị để xem like. Rồi em nghe xả hết nha, chị nào có sai bé thì chút liền cho em nha. Em chào Tuấn Văn nè, em chào tất cả chị đẹp ha. À, em có đồ bộ bé trai size 45kg lại đó chẳng nha, em mới về cái lô đồ bộ size đại 45kg lại em nha. Rồi đầu like xả hàng giùm em. Cái đầm này em có size bé là từ 12kg. Mã đầm cho em nha, đầm màu hồng nè. Màu hồng, à, đầm này có màu nâu đi, là màu nâu nha. 12kg tới 15kg mềm, màu nâu em còn size nhỏ, 12 đến 15kg chưa? 12 đến 15kg màu nâu á, mã nâu em còn size nhỏ. Rồi em sẽ mấy chị 49.000, nâu 49.000 cho em. Chấm bài chia sẻ like cho em nha, 49k mã nâu mềm. 10kg cho tới là 15kg mã nâu thì em còn hai mã nâu nè. Đấy, cưng giả mang nha cả nhà nha, chắc bao đẹp thì em mới mã nâu nha em. Ở phía sau là cục dây nha, đây cổ hình chữ V phía sau cục dây em bèo phía dưới cho em nha, bèo ở hai bên tay áo này, rất là cưng luôn. Rồi em xả 49k em á, mã nâu 49.000 cho em. Mỗi chị cho em xin nút chia sẻ like và chấm bài để lấy tương tác vào like cho em nha. Em chào chị Nương Nguyễn nha, em chào tất cả chị đẹp đang xem like cho em mã nâu. Rồi em xả luôn á, mã nâu này em xả luôn với giá là 49k em, mã nâu 49.000 cho em. Rồi chị đã chấp mã nâu cho em nha, mã nâu cho em 49k em. Rồi em thấy tất cả chị để xem like nha. 49k em nha, hàng lễ size em. Đó, chị đã muốn lên mẫu nào comment cho em mẫu đó em nha.
Dạ, cái đó em có size bé từ 20 45 kg lại chị ơi, 45 kg lại mềm nha. Đồ bé gái 40 kg á chị. Bữa nay có đồ bé gái 40 kg không ta? Rồi để em lên cho cả nhà nha, để em vào cho. Rồi chị đã sale loại like chấm bài giùm em. Trai gái gì comment cho em mấy chị nha. Bé gái bé trai gì comment cho em mấy cả nhà nha. Rồi lên mã nâu em xả luôn. 49.000 cho em mã nâu này, 49.000. Này em có size của bé từ 10 kg cho tới là 15 kg cho em nha. 10 đến 15 kg nha, mã nâu em còn 2 cái cho em. Tặng 49k em, chắc này bao đẹp nha cả nhà nha. Chắc này em nghe bao đẹp quá. Rồi mã nâu cho em 49.000 cho em còn 2 cái nâu. Một xanh nữa, là một xanh nha. 49k em. Em cho chị Quang Lâm. Em có được bị lên 40 kg không? Để cho chị lên. Trời, lên màu xanh mấy chị, đầm màu xanh cho em 49.000. Mã xanh 49.000 cho em. Cái này có size bé 10 kg cho tới là 20 kg cho em nha. Màu xanh này có 10 kg tới 22 kg này. Cái đầm màu xanh cho em nha. Đẹp giả mang luôn. 10 kg nha. Ok chị. 10 kg cho tới là 23 kg giùm em. Mã đầm xanh nha cả nhà. Đầm xanh cho em nè. Rồi 10 kg tới 23 kg nha. Chị là chúc mã đầm xanh giùm em. 10 đến 23 kg giùm em á. Chị là chúc mã đầm xanh giùm em. Đầm xanh 10 đến 23 kg cho em nha. Cưng lắm cả nhà nha, cưng lắm. Trời đầm xanh cho em, mã đầm xanh bèo phía dưới nha, 23 kg lại cho em. Rồi xả cả nhà với giá là 49k em. Chị sẽ like cho em giúp đơn nha cả nhà nha. Và chốt từ 2 bộ bên em đi đơn nha. Chốt từ 2 bộ em nghe đi đơn giùm em. Em lấy hàng luôn cho chị. Bên kia còn đồ bộ gì để qua đây chị like share cho. Áo khung cho bé và tay, áo khung và tay hả chị? Okay, chị. Rồi em chào tất cả chị để xin like nha. Rồi em chào chị Nô Nguyễn nha. Rồi em còn một báo này. Đây nha cả nhà nha, bộ màu vàng này. 16 kg lại cho em báo vàng, 16 kg lại cho em còn size nhỏ. 10 kg tới 16 kg nha, mã báo vàng cho em. 10 đến 16 kg mã báo vàng cho em, nguyên set cho em. Rồi em sẽ mấy được bộ đây 49k. Báo này là 49k em nha. Size của bé từ 10 kg cho tới là 16 kg nha. Bộ báo vàng cho em chắc là hàng phân cô con cho em, chứng tỏ 100% nha mấy chị nha. Test hàng kiểm tra hàng thoải mái giùm em, báo vàng cho em. Rồi xả luôn mấy chị với giá là 49k. Bộ quần lửng cho em nha. Báo vàng phân cô tông chính phẩm cho 49.000. 10 kg 16 kg báo vàng cho em 49.000. 10 đến 16 kg cho em á. Mã báo vàng cho em 49k. Rồi lên bộ báo hồng cho em á. Báo hồng em còn size bé 10 đến 14 kg nè. Báo hồng cho em. Em có size bé từ 10 kg tới 14 kg nha. Mã báo hồng cho em nha. Dạ xả luôn với giá là 49.000. Báo hồng 49k chốt từ 2 bộ bên em đi đơn nha cả nhà nha. 10 kg cho tới là 13 kg báo hồng. Đây là hàng thun cô tông chính phẩm nha mấy chị nha. Thun cô tông chính phẩm em test hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em 10 kg nha. Cho tới là 14 kg giùm em đó. Báo hồng cho em thun này, đẹp giả mang luôn. Báo hồng 10 kg tới 14 kg nha. Mã báo hồng cho em xả kho luôn á, với giá là 49k. Báo hồng 49.000 cho em. Size nhỏ báo hồng 49k. Rồi báo màu đỏ là có size 10 kg tới 15 kg cho em nha. Mã báo đỏ em. Rồi 10 đến 15 kg cho em nha. Chị đã chúc mã báo đỏ cho em nha. 10 kg tới 15 kg cho em, bộ báo đỏ cho em nè. Báo đỏ em 10 đến 15 kg cho em nha. Xếp báo đỏ cho em nè. Đẹp giả mang chưa. Rồi xả kho bộ đây với giá là 49k bộ. 49k chắc hàng phun cô tông chính phẩm 100% nha. Báo đỏ 49.000 cho em. Rồi báo vàng chúc chị Mỹ Châu. Mỹ Hậu 49k em. Có hàng xe đại, hôm nay em có về hàng xe đại đó. Xe đại bé trai 45 kg lại cho em, hàng mới đẹp lắm, tiêm lên cho cả nhà luôn ha. Đồ bộ còn gì em xả nốt cái hàng lẻ size cho cả nhà đó, để em lên hàng mới cho cả nhà nha. Ok chị nha. Bé gái em có bé gái 38-40 kg không? Có chị, để em lên cho bé gái 38-40 kg có size cho em. Rồi lên bộ vàng nha. Bộ cúc vàng này, cúc vàng này có size bé 14-15 kg nhé. Mã cúc vàng cho xếp chân váy cho em bên trong cái đùi cho em không. Rồi cúc vàng xem với chị 49.000. Còn bộ cúc vàng là 49k em nha. Cúc vàng 49.000. Size bé 14 kg tới 16 kg mẹ. 14-16 kg nha. Cúc vàng cho em xả nốt với chị 49k nha. Mã cúc vàng này 49k em. 10 kg cho tới là 16 kg cho em nha. Xếp chân váy bên trong cái đùi cho em. Chắc hàng phun cô tông chính phẩm 100% nha. Cúc vàng cho em 49.000 cho em. 1 kg em còn mấy bộ cúc tím rồi nè. Cúc tím với size bé là từ 10 kg tới 14 kg cho em nha. Cúc màu tím này, rút dây hai bên áo nha, chắc là hàng phun cô tông chính phẩm cho em. Rồi xếp chân váy nha cả nhà, cúc màu tím giùm em. 10 kg cho tới là 14 kg nha, cúc tím cho em 49.000 cho em.
Mã cuốn tím 49k nha các nhà nha. Chân váy là bên trong có đùi che mắt, cuốn tím cho em không cô tâm chấm phẩm cho em 49k. Sẽ bên em ship từ 2 bộ đi đơn nha. Chốt từ 2 bộ bên em đi đơn nha các nhà nha. Cuốn tím cho em 49k cho em. Rồi, bộ đây mới về nè cả nhà ơi. Có 40 kg ta 8 kg chị Vi Chung nha. Bộ mùa chắc là đẹp lắm. Bộ đây 40 kg à. 40 kg 42 kg còn lại cho em nha. Xếp bé gái em mới về hàng, chắc lại bao la luôn á, được giảm mang luôn. 79.89k nha. Trời ơi, xếp màu trắng nè. Mã trắng giùm em nha. Size của bé từ 20 kg tới là 40 kg nha. Màu trắng cho em 20 kg tới 40 kg nha. Mã trắng giùm em. Rồi giá sale với chị em với giá là 79.89k. Cái này là size đại và size cô giùm em nha. Cái dòng này size đại và size cô giùm em. Từ 42 cái lại cho em nha. Xếp màu trắng giùm em sản luôn với giá là 79.89k. Size đại 79.000, còn size cô là 89.000 em nha. Rồi test hàng kiểm tra hàng thoải mái giùm em nha cả nhà nha. Rồi là màu trắng giùm em hết. Mã đùi trắng nha chị nha. Đùi trắng giùm em nè. Đó, màu đen mới về nha cả nhà nha. 42 cái lại cho em mã trắng giùm em. Rồi giá xe mấy chị nói giá nè. 79.89k bộ cho em nha. Không quan tâm xuất phẩm cho em hết. Màu trắng đó chị nha. 79.89k cho em. Từ 20 kg tới 42 cái mềm. 20 kg 42 cái cho em nha. Bộ này có xe lại không? Được rồi. Hết luôn. Đủ luôn. Rồi em là bộ đây có màu vàng nha cả nhà nha. Bộ vàng dùm em từ 20 kg nha cho tới là 42 kg cho em mã vàng cho em. Vàng là size đại. Đó, size cô. Vàng là size cô á, vàng từ 30 kg tới là 42 kg mã vàng cho em nha. 30 kg tới 42 kg bộ vàng dùm em. Rồi bộ đây size cô á, size cô với giá là 89.000 bộ cho em nha. Size cô 89.000 mà em chị nha. Mã size cô cho em 89.000 cho em mã. Mã vàng cho em đẹp lắm. Không cô tâm chấm phẩm cho em, test hàng kiểm tra hàng thoải mái chứ ha. Hàng đang bao đẹp bao xịn cho cả nhà luôn á. Mã vàng cho em. Size từ 40 từ 30 kg cho tới là 42 kg cho em. 30 kg tới 42 kg cho em. Rồi lên mã màu vàng mấy chị, màu vàng cho em nha. Giá sale là size đại cô là 89k nha. Mẫu này em nghe xem về thêm cái màu hồng nữa nha cả nhà nha. Bộ đêm có thêm màu hồng nữa. Size của bé từ 20 kg cho tới là 42 kg nha. 20 kg tới 42 kg mã hồng cho em, mã hồng. Bộ đen có màu hồng, màu vàng chứ màu cam á chị nhá. Màu hồng, màu vàng, màu cam cho em đủ màu như thế này cho em. Đấy. Chất đẹp bao la nha cả nhà nha. Thun cô tâm chứng phẩm cho em, bao đẹp luôn nha. Size từ 20 kg cho tới là 42 kg cho em nha. 20 kg tới 42 kg cho em. Hàng size đại với size cô nha em. Rồi giá sale là 79.000 với 89.000 một set cho em nha. Đây. Sale 79.89k nha. Rồi lên màu hồng cho cả nhà nha, màu hồng cho em 79.89k mã hồng cho em. Rồi lên bộ màu cam nha chị nha, màu cam cho em, màu cam nha, bộ đen có thêm màu cam nữa. Size cũng từ 20 kg cho tới là 42 kg nha, mã cam cho em. 20 kg tới 42 kg nha, chị lấy chút mã cam cho em. Giá xe bộ đây với giá là nhiêu ta? 79.000, 89.000, size đại 79.000, size cô là 89.000, 42 kg 89.000 bộ cho em. Siêu rẻ nha cả nhà nha, chắc này em bao đẹp luôn. Đấy, kiểm tra hàng, được kiểm tra hàng thoải mái cho em nha cả nhà nha. Đó. Bao đẹp nha, mã hồng 40 kg, chúc chị Quảng Trăng cho em được 89.000 mấy chị mua bộ đồ 42 kg cho em. Làm bao rẻ bao lời luôn, không có chỗ nào bán 42 kg mà 89.000 bộ. Toàn hàng thun cô tâm thức phẩm là trên 130.000 một set cho em. 130.000 một bộ em. Không có chỗ nào bán giá với giá là 89.000, 79.000 thun cô tâm chính phẩm nha em. Mà size đại với size cô cho em nha cả nhà nha. Lưu ý cho em xíu nha. Rồi là màu mã cam nha, bộ đang có màu cam, màu hồng với màu vàng cho em ha. Màu cam, màu hồng, màu vàng cho em 3 màu như thế này cho em. Đấy, cam hồng vàng size từ 20 kg tới là 42 kg cho em. Size đại là 79k, còn size cô là 89k mà bộ nha cả nhà nha. Đây chị đã có mã hồng cho em. Chắc nghe em nghe đi là hàng thun cô tâm chấm phẩm cho em. Hàng đây bao đẹp nha cả nhà nha. Rồi chốt hàng kèm thêm mã hàng cộng ký cộng số điện thoại là bên em tự động chốt đơn nha cả nhà nha. Rồi kèm màu cộng mã cộng ký cộng số điện thoại chốt đơn hết chị nha. Màu hồng, màu cam với màu vàng cho em có 3 màu như thế này cho em. Chắc hàng thun cô tâm chấm phẩm 100% giùm em nha. Giá sale với giá là 79.000, size đại size cô là 89.000 bộ em. Đấy. 42 kg quay đầu nha em nha. Từ 20 kg tới 42 kg em. Đây màu hồng nha cả nhà nha, màu hồng cho em. Rồi ok em chốt tiếp chung nha, màu hồng cho em. Màu hồng, màu cam với màu vàng giùm em. 3 màu nha cả nhà nha. Màu hồng, màu cam, màu vàng cho em. Chung cái bộ đấy chụp mặt bền giảm em biết bao giờ nó đắt bộ đây luôn thật sự luôn nha cả nhà nha. Thun cô tâm chúng thẩm cho em. Không để em nghe không lấy tiền mà hàng xe đại cô nữa nha cả nhà nha. Rồi tiếp tục em nghe lên mẫu ha. Rồi em lên bộ đây comment bộ màu đỏ cho em nha. Cúc màu đỏ là 10 kg tới 16 kg cúc đỏ cho em nè. Em còn vài bộ màu đỏ xếp chân
váy và áo ngắn tay giùm em nha. Set chân váy áo ngắn tay giùm em còn size nhỏ rất là nhiều. Rồi màu đen sẽ mấy chị với giá là 49k. Em sẽ nốt luôn 49k chị em. Rồi lên mã cúc đỏ cho em nha, 10kg cho tới là 30 10kg tới 16kg nha. 10 đến 16kg nha. Set chân váy là bên trong con đùa cho em á. Rồi lên mã cúc đỏ cho em 10 đến 16kg nha. Cúc đỏ em nha, ba đẹp luôn. Rồi giá sale bộ đây là 49k nha. Sale này bộ đây 49k, cúc màu đỏ cho em 49k nha. Rồi đỏ em chốt chị nắng hè nha, 49k cho em. 10kg tới 16kg nha, cúc đỏ em. Quá rẻ luôn, 49.000 một trăm nha. Cúc đỏ cho em 49.000. 10kg tới 16kg nha. Chân váy là bên trong có một đùi hết nha. Đây, chân váy là bên trong có một đùi hết cho em nha. Ok chị ạ, hoa đào cho em nha. Đỏ, nắng hè ok chị đẹp nha. Rồi 49.000 cho em bộ nha. Em còn 15kg lại thôi nha cả nhà ơi. 10kg tới 15kg giùm em nha cả nhà nha. Màu đỏ cho em ấy còn size 10 đến 15kg thôi. Cúc màu đỏ cho em. Giá sale là 49k nha. Đỏ này 49k xem, sẽ nốt luôn 49 nha. Đỏ em chốt nắng hè, đỏ em chốt chị gì đây? Chị hoa đào. Rồi màu cam em có size 10kg tới 13kg nha. Đây cúc màu cam nha cả nhà, cúc cam cho em. Rồi 10kg tới 13kg nha, 49k em còn 2 bộ. 10kg tới 13kg cho em nha, cúc màu cam cho em 49.000 cho em á. Chị là chốt mã cúc cam cho em 49k. 10kg tới 13kg cho em nha, khung em mặt hàng khung cô tâm chính phẩm nha chứ cả nhà nha. Khung cô tâm chính phẩm cho em bao đẹp bao giá luôn ha. Rồi là mã cúc màu cam, size của bé 10kg nha, cho tới là 13kg cho em còn 2 cái cúc màu cam cho em. Sẽ nốt mấy chị là 49.000 màu cam, 49.000 cho em. Em lấy mấy bộ kia rồi. Rồi lên một cúc màu trắng cho em nha. Cúc màu trắng cho em. Size với 10kg tới 10 là 4kg nha. Cúc màu trắng cho em nè. 10kg mà 4kg nha. Cúc trắng cho em. Em đừng có lửa lấy đó chị. Lấy thêm ít hàng chị. Mời 49.000 nha. Cúc trắng cho em 49.000 cho em. 10kg ra tới là 14kg nha. 14-15kg lại coi. 10-15kg nha. Cúc màu trắng cho em. Tương ghê luôn á. Rồi xả luôn 49k nha. Trắng mua là 49.000 cho em. Một trắng 49 nha. 10kg nha, cho tới là 15kg giùm em. 10 đến 15kg nha, cúc màu trắng cho em 49k. Trắng cho em 49k nha cả nhà nha. Trắng 49.000 cho em. Rồi pyjama màu xanh này 69.000. Em có size bé từ 10kg cho tới là 17kg cho em nha. Màu xanh này 10 đến 17kg nha. Pyjama màu xanh cho em mắc xả lên bộ đây với giá là 69.000. Xanh này 69k nha, pyjama cho em. Chai gắn mặc được hết cho em nha. Từ 10kg tới 17kg cho em nha. Màu xanh này, xả nốt mấy chị mới giá là 69k. Bộ đây 69k cho em nha. 10kg nha, cho tới là 10kg tới 17kg cho em. 18kg 10 đến 18kg nha. Màu xanh cho em này, xả nốt mấy chị mới giá là 69k. Pyjama nha cả nhà, xanh 69k. Gấu xanh 69k. 10kg cho tới là 18kg nha. Mã gấu xanh cho em 69k. Rồi để em lên thêm một bé trai cho cả nhà nha. Bé trai. Trời ơi bộ đây cưng ghê luôn á. Đây này cả nhà nha. Mã nâu cho em 10kg cho tới là 22kg nha. Rồi trắng em chút chịu hoa đào. Trắng cho em. Trắng nào. Trắng luôn. Rồi lên bộ đây bao xịn luôn nha cả nhà nha. Đây bộ trễ vai, mã trễ vai cho em nha. Hàng của thằng Mimi, hàng này hàng hiệu của Mimi nha cả nhà nha, hiệu Mimi nè. Đấy, hàng xịn luôn á. Size của bé từ 10kg tới 23kg cho em nha. Rồi bộ đem xem với chị với giá là 59 nha. Rồi 59k nha, set chân váy là bên trong quần đùi cho em á, 59.000 một set cho em 10kg tới 23kg nha. Trễ vai, mã trễ vai cho em. 10 đến 23kg nha. Rồi xe bộ đây với giá 59.000 một set cho em. Tạm nốt luôn á, 59.000. Hàng hiệu của Mimi. Cái dòng này mấy chị đang ngồi mua đã rất là mắc tiền nha cả nhà nha. Bộ đó mắc tiền rồi. Nó là hàng hiệu cho em, thương hiệu. Và chân váy này bên trong có quần đùi hết toàn bộ cho em, mấy chị cứ yên tâm nè. Đây. Bên trong đều có quần hết toàn bộ cho em. Rồi bộ đem xem mấy chị với giá là 59.000 ha. Trễ vai 59k, nguyên bộ cho em như này cho em nha. 10kg cho tới là 22kg, trễ vai cho em 59.000. Rồi chị có mấy màn trễ vai cho em 59k, trễ vai. Trễ vai 59k mẹ em nha, trễ vai. Rồi em lên mã cúc nè.
nha mấy chị nha. Ủa bộ này nó có size này sao bỏ bên đây. 10kg tới 15kg nha. Cúc màu cam 10 đến 15kg nha. Cúc cam nha cả nhà nha. Mã cúc cam dùm em xem á, trẻ vai em chốt chị Vi Tường hai bộ. Rồi bộ đây xem mấy chị 49.000 nha. 22kg em chốt chị Nguyễn Phương. Ok chị Nguyễn Phương nha, 22kg em. Rồi chị đã lấy comment mẫu đây cho em nha cả nhà nha. Đẹp giả ma luôn á. Ok Nguyễn Phương 22kg cho em nè. Rồi, là bộ cam mấy chị, màu cam giùm em. Em xe 49.000, bộ cam 49.000, size bé 14 đến 15 kg. 10 kg 14 đến 15 kg nha. Rồi là mã cam mấy chị, màu cam cho em ha. Cúc cam 49.000 cho em. Cúc cam 49k. Rồi em chào chị Thư Mai. Cúc màu hồng nữa nè, hồng cho em. Màu hồng 49k nha. Màu hồng 49.000 cho em, 10 kg cho tới là 14 kg nè. Màu hồng cho em 49k nha. Rồi 10kg tới 14kg nha, mã hồng cho em 49.000. Đây, chị đã comment mã cúc hồng cho em nha, 49.000 cho em. Rồi 10kg tới 14kg cho em nha. Cúc hồng 49k anh em, cực kỳ đẹp luôn. Rồi 10 đến 14kg nha, mã cúc hồng cho em 49.000 cho em, xả nút 49.000. Rồi 10kg tới 14kg cho em nha, cúc màu hồng cho em 49.000. 10 đến 14kg nha, cúc hồng cho em 49k. Đưa mấy cái hình này. Đưa lại. Rồi là mã khủng long này, khủng long có size bé từ 30kg tới là 35kg này, khủng long 30kg tới 35kg nha, khủng long xem bộ đây với giá như ta. Khủng long này xem mấy chị với giá là 75.000. 75.000 đi, ha, xem 75.000. Bộ đây 85.000, xem còn 75.000 khủng long từ 30kg đi. 30kg tới 35kg này, khủng long lên còn vài bộ 75k nha, khủng long 75.000 cho em. Hả, còn bộ 30kg tới 35kg nha, khủng long cho em xe 75.000 còn ha. Đây nha cả nhà nha, khủng long cho 75.000, mã khủng long 75k nha. Ok chị Nu Nguyễn này, khủng long 75.000 cho em, mã khủng long 75k mà em nha. Có một bé trai chị, bé trai em vừa lên hàng mới với lại em lên hàng sale cho cả nhà luôn nha. Hàng mới và hàng sale mà em luôn. Khủng long em chút chung chưa, 75.000. Hàng em mới về nè. Mấy bộ đó siêu phẩm luôn như cả nhà nha. Mà nâu cho em. Nâu này có size là từ 45kg lại cho em, bộ nâu. Mà nâu 45kg lại cho em nha. Nâu này từ 25kg đến 45kg bộ nâu nha. Mà nâu đem xem với chị là 89 với là 99.000 cho em, bộ nâu 89 với 99.000 nha. Bộ đây hàng size đại cô. Size cô là 99.000, còn size đại là 89.000 cho em. Mà nâu size từ 25kg tới là 45kg cho em nè. 25 đến 45kg cho em nha, không quan tâm chính phẩm 100% cho em. Test hàng kiểm tra hàng thoải mái nha mấy chị nha. Rồi giá xe bộ đây với giá là 89 là 99.000 cho em, bộ nâu siêu phẩm luôn. Hàng đây mới về. Hàng đây là chị hàng hè rồi nha cả nhà nha. Hàng đây chưa hàng hè luôn. Hàng đây em bao đẹp cả nhà luôn nha. Chắc bao phê luôn. Mã nâu cho em nha. Quần nó này 45kg lại cho em. Từ 25kg 45kg cho em. Rồi giá xe bộ đây là 89 với lại 99.000 cho em nha. Đó. Rồi 89 99k nha. Rồi chào Huệ Lê nè. Rồi chị có mấy mạng nâu nha. Mạng nâu cho em á, 89 với 99 nha. Size đại với size cồ cho em, mạng nâu cho em. Đại và cồ cho em nha cả nhà nha. Mã đại cồ nha. Bộ đen có thêm màu xám nữa. Bộ đen có thêm màu xám nữa nha. Bộ này là 8595 đúng không? 8595.000 mấy chị. Màu nâu với màu xám 8595.000 cho em. Em nhầm, 8595.000 cho em. Cái dòng này 8595.000 từ 20kg cho tới là 42kg cho em. Mã này đem màu xám mấy chị, màu xám từ 20kg tới 42kg màu xám cho em. Rồi giá xe là 85.000, size đại và size full là 95k. Màu xám nha cả nhà nha. Này có 45kg lại cho em, màu xám. Từ 20kg tới 45kg màu xuống hộp cho em nha. Đây. Về kiểm tra hàng thoải mái cho em nha cả nhà nha. Hàng này bao đẹp luôn á, chắc bao phê luôn. 20kg tới là 45kg cho em nha. Rồi 85 với 95.000 cho em. Đẹp giả mang chưa, 85 95k nha. Chị đã chốt màu xám giùm em, mà xám, màu xám nha cả nhà nha. Chị đây có màu xám màu nâu, màu xám màu nâu giùm em nha. Màu xám màu nâu cho em, chắc này bao đẹp luôn, xám màu nâu. Rồi em làm bộ màu vàng nè,
mã vàng cho em nha, vàng. Vàng này có size biết là 30kg lại cho em nha. 10 đến 30kg cho em á, 69.000 đi xong mã màu vàng này. 10 đến 30kg cho em nha. Rồi 69k nha, bộ vàng này 69.000 cho em á, mã vàng cho em 69.000, 10kg tới 30kg cho em nha, bộ vàng đi xong mã cho em. 69.000 là size nhíp và size đại đồng giá cho em nha. Đấy. Rồi 69k mã vàng cho em 10kg tới 30kg nha. Còn số 10 lớn nhất cho em nha. Đây số 10 lớn nhất cho em mã vàng. 10kg tới 30kg cho em nha. Chị lại cái bộ vàng cho em á, 69.000 cho em mã vàng. Rồi bây giờ bé trai lên. Mã vàng này 69k em á, vàng này 69.000. Áo lẻ bé trai này. Rồi em là một bé trai này, bộ màu trắng em 10kg cho tới là 18kg cho màu trắng này. Đó, màu trắng cam nha, trắng cam là 10 đến 18kg, trắng cam xin mấy chị với giá là 55.000. Trắng cam 55k. Size của bé 10kg tới 18kg cho em nha. Đó, trắng cam đó 55.000 cho em nha. Đồ bé gái này tốt mấy chị. Bên em chạy chuyên đồ bộ nha cả nhà nha. Bên em chuyên đồ bộ thôi. Trời lên màu trắng cam nha, size của bé 10kg cho tới là 18kg trắng cam cho em nha. Mã trắng cam xe cả nha với giá 55.000. Mã trắng cam 55k nha cả nhà nha. Trắng cam 55k em mắc trắng cam 55.000 cho em. Chuyên đồ bộ nha chị ơi, bên em là giờ chuyên đồ bộ là chính thôi. Rồi trắng cam 55.000 cho em. Size của bé 10kg cho tới là 18kg cho em nha. Còn bùn riêng này em lên xả nốt bùn riêng cho cả nhà luôn. Rồi lên áo màu vàng á, áo vàng này size của bé là 30kg nè. Áo vàng là 30kg nha, xem cả nhà làm với giá là 45.000. Áo vàng là 30kg 45k nha. Áo màu vàng cho em 30kg 45k nha. Rồi chị con áo vàng cho em 30kg 45.000. Áo màu vàng cho em 30kg 45k màu vàng. Giá này em áp dụng trên like thôi nha. Rồi áo màu nâu từ 20kg đến 45kg nha, màu nâu cho em á. Màu nâu 45 với 55.000. 45 với 55k từ size bé 20kg cho tới là 45kg nha. 20kg tới 45kg cho màu nâu cho em giá siêu luôn á. Rồi 45 với 55.000 cho em á, màu nâu cho em. Chị đợi chút màu nâu mấy chị nha. 45 55k mình tới cho em nha, nâu. Từ 20kg tới 45kg nha, màu nâu cho em. Mã nâu nha. Mã nâu cho em nha, màu ngố không có chị ơi. Bây giờ em còn mấy màu đó không? Đi giá mình đi còn bộ này nữa, tay bự lắm. Có một mẫu đó 40kg đó chị. Này đủ màu rồi, chị lấy luôn hai màu luôn đi. Rồi em làm bộ đây màu vàng này. Size bé 10kg nha, bộ vàng xin mấy chị 55.000. Bộ vàng 55k nha. Rồi size của bé là 10kg nha, 10kg 11kg nha. 10, 12kg nha, màu vàng cho em, hàng bao đẹp luôn màu vàng. 10kg 12kg mã vàng cho em xem bộ đây với giá là 55.000, bộ vàng. Vàng này 55k giùm em nha, 10kg tới là 10, 12kg cho em. Vàng 55k mã vàng. Rồi em lên mã nâu cho em, mã nâu cho em. 10kg tới là 25kg bộ lâu, bộ nâu nè, nâu. Mã nâu cho em hàng công ty chắc ba đẹp luôn á, mã nâu. 10kg tới 25kg bộ nâu cho em xem mấy chị mới giá 55.000. Nâu 55k em nhé, mã nâu 55.000. 10kg tới là 25kg nha, 10 đến 25kg mã nâu cho em. Rồi giá xem mấy chị 55.000 á, nâu này. Xem mấy chị 55k nha, bộ nâu. Nâu này 55k em, 10kg tới 25kg nha. 10 đến 25kg mã nâu cho em á, nâu. 55.000 cho em bộ đây, hàng bao đẹp nâu nâu chút nắng nhìn. 55k nha. Rồi chị giúp mã nâu cho em á, 55.000 cho em. 10kg tới 25kg nâu, 55.000 cho em, mã nâu. Rồi là màu trắng này, áo màu trắng cho em nha. 49.000. Size của bé là 38kg. Trắng 35-38kg nha, 49.000 cho em. Áo màu trắng cho em 35-38kg nha. Rồi 49k áo cho em, mặc tốt cho em nha. Áo màu trắng nha em chắc này mấy chị ơi. Thun nè, thun này em ba mấy chị là hàng xịn hết toàn bộ cho em. Hàng mà 6 mấy chị gửi trẻ là hàng cho em. Chắc này bao đẹp luôn. Hàng xịn và thun cô tông chính phẩm 100%. 35kg tới 38kg màu trắng nha em. Xem mấy chị là 49 nha. Áo trắng 49k. Áo màu vàng để em có 2 áo màu vàng cho em. Từ 30kg tới 35kg nha, áo màu vàng này. 30kg tới 35kg nha, áo màu vàng cho em sale cả nhà là 49 nha. Vàng 49.000 cho em. 30kg tới 35kg cho em nha. Trời chị cầm áo màu vàng cho em 30kg 35kg 49 nha. Áo vàng 49.000 nha. 30kg 35kg cho em 49 nha, màu vàng. Rồi em lên cái áo màu đen. Màu đen từ 20
22kg cho tới là 33kg nha. Màu đen 22kg, 33kg áo màu đen cho 49. Đây 35kg luôn. 22kg tới 35kg nha. Áo màu đen cho 49k màu đen. Xinh lắm, mấy cái này là đẹp lắm, xuất sắc nha cả nhà nha. Màu vàng em chốt cho Trung Dương này, màu đen từ 22kg tới 35kg cho em nha, màu đen 22 đến 35kg màu đen cho em sale cả nhà với giá là 49k, đen 49k màu đen. Màu đỏ từ 22kg 35kg cho em màu đỏ. 22kg 35kg nhé. 35-38kg luôn á, màu đỏ cho em từ 22kg 38kg màu đỏ nha em, sale cả nhà với giá là 49k. Đỏ 49k nha cả nhà nha, đỏ 49k cho em. Từ 22kg cho tới là 38kg cho em, 22 đến 38kg nhé, đỏ. Rồi xem mấy chị 49k, mà đỏ cho em 49 nha. Đỏ 49k mà em. Đưa quần xin gì lên nha. Mấy chị lấy quần xin ra, lấy quần xin với lại đầm cho. Quần xin với đầm cho. Rồi lấy mẫu nào comment cho mẫu đó, em lên mẫu cho. Rồi em lên xếp màu trắng cho em nè, màu trắng cho em nha. Size của bé 14kg. 14kg cho tới là 14kg tới 23kg cho em nha. 14 đến 16kg thôi. Rồi form này một bông rổ em, bông rổ này. Form này đẹp lắm. Form này cưng lắm nha cả nhà nha. 14kg tới 16kg nha. Bông rổ 14 đến 16kg bông rổ á. Xem mấy chị với giá 59k. Đây hàng Quảng Châu, chất đẹp luôn. 59k nha. Còn riêng bé gái 31kg không có size còn. Rồi lên một bóng rổ cho em từ 30kg, 15kg, 14kg cho tới là 16kg. Bóng rổ cho em á, 59k cho em, bóng rổ đây rất đẹp luôn. Rồi bóng rổ cho em 59k, bóng rổ 59k, 14kg cho tới là 16kg bóng rổ, 59k mẹ em. Rồi chị đã có mấy bóng rổ cho em á, 59k, rổ, bóng rổ 59k mẹ em. Đây em lên mùa xuyên nha cả nhà nha, mùa xuyên nha em, xem nốt luôn. Rồi quần jean dài nha cả nhà, quần jean dài nè, hàng này hàng xịn luôn á. Rồi quần jean dài nha cả nhà, nhân bóng rổ là của bé trai cho em. Quần jean dài cho nắp lưng phun cho em nè. Cái này 23kg lại cho em nha. 25kg lại thôi, 25kg lại cho em. 15kg tới 25kg nhé, mã comment là mã số 1, mã 1 cho em. 15kg tới là 25kg, lưng phun co giãn thoải mái cho em, mã số 1. Quần jean năm nay mấy chị đồng giá là 99.000 quần cho em. Đây nha cả nhà, quần này 99k. Quần này chắc bao đẹp luôn, hàng này em bán 150 nha. Bây giờ em xem với chị là 99k cho em á. Comment mã 1 cho em, mã số 1. 14kg cho tới là 25kg nha, mã số 1 cho em. Quần riêng nha. Đẹp lắm nha, 99k quần cho em. Rồi là mã riêng cho em nha, mã số 1. 99k cho em. 14kg cho tới là 25kg. Mã 1 99k. Rồi em một quần jean đùi nha cả nhà, quần jean đùi cho em nè. 45kg lại cho em jean đùi, từ 25kg 45kg nha, quần jean đùi cho em. Từ 25kg 45kg cho em nha. Rồi xem mấy chị với giá là 85.000. Xả luôn 85.000 thôi chị, 85.000. Size của bé từ 25kg tới 45kg nha, jean đùi bé gái cho em. 45kg lại cho em 85.000 quần. Lưng không cho em coi dạng thoải mái cho em nha, coi dạng thoải mái. Rồi 85k nha, 85.000 giùm em. Rồi cảm ơn mã rin đùi nha, rin đùi cho em từ 25kg tới là 45kg thiêu hoa. Này thiêu hoa nha cả nhà nha. Rồi xem mấy chị với giá 85.000 quần cho em siêu rẻ. Rồi 85k nha cả nhà nha. 85.000 cho em từ 25kg cho tới là 45kg cho em á. 85.000 cho em. Em đứng lại em lấy chị chứ không chị được xuống đó là em đổ nó. Rất đơn giản. Dù đi ngâm đây hình tâm bàn đi chị. Cho em chào chị Quy Mai. Đây, quần đi này nè ha, chim bò này. Chim bò này có size của bé là 10kg cho tới nè. Quần jean bò là 10kg 35kg cho em nha. Quần jean bò này
Rồi lên mã rib bò cho anh em 10 đến 35 cái rib bò cho em, rib bò. Rib bò là sale cả nhà bao nhiêu ta? Rồi 95.000, rib bò là 95.000 cho em size bé 10 kg tới là 35 kg nhé, rib bò cho em xem với chị 95.000. Đây là mã rib bò 95k nha, 10 kg tới là 35 kg nha, lưng khung kiểu này cho em. Rồi 95k, chị đừng chấp lại rib bò cho em sale luôn, 95.000, 10 kg nha, cho tới là 35 kg cho em rib bò. 95.000 nguồn cho em nha. Rib bò cho em á, cái chai. Rib bò là của bé trai anh chị nha. Em bé trai rib bò là của bé trai, 95.000. Rib bò của bé trai 95k. Rồi lớp nào của Vinh Ngao, của Vinh Rách này. Đây đi lửng bé trai nha, đi lửng cho em từ 22kg 35kg nha, đi lửng cho em. Rồi xem mấy chị là 95.000. Đi này từ 25kg, 22kg tới 35kg nha, đi lửng cho em 95.000. Chị chúc mà đi lửng cho em nha, đi lửng cho em 95k cho em nha. Size của bé từ 22kg tới 35kg nha, đi lửng cho em 95.000. Mẹ đi lửng cho em 95k nha, của bé da, bé trai. Đi lửng cho em 95.000. Cái này chúc mẹ đi lửng cho em 95k. Chim bò của bé nha, bé trai. Chim bò của bé trai. Rồi em lên bộ pyjama nha, 69.000, 10kg tới 25kg nha. Pyjama màu hồng cho em 69.000, 10kg tới 25kg nha, cả nhà nha. 10 đến 25kg cho em á. Quần jean dài bé trai 35kg hết rồi chị ơi. Rồi lên mã pyjama nha, màu hồng 10kg tới là 25kg nha. Pyjama hồng cho em 69.000. Pyjama màu hồng cho em 69k nha, 10kg tới là 23kg cho em. 10 đến 25kg nha, 69.000 nha. Mã hồng cho em 69.000, hồng 69.000, 10kg tới 23kg nha. Rồi 69k màu hồng cho em 69.000. Đó là mã trẻ vai. Trẻ vai 59.000 cho em, 10 kg tới 16 kg sẽ trẻ vai cho em á, 59.000, 10 đến 16 kg sẽ trẻ vai cho em. Rồi 59k giờ em nha, 10 đến 16 kg mã trẻ vai. Rồi là mã trẻ vai cho em 59.000, 10 đến 16 kg cho em nha. Nguyên set chân váy cho em thế này cho em. Trẻ vai 59.000, 10 đến 16 kg cho em nha. Trẻ vai 59.000, 10 đến 16 kg mã trẻ vai cho em. 59.000, 10 đến 16 cái gì em á, trẻ vai 59k. Rồi lên mã quần túi hộp nè. Túi hộp 95.000. Size của bé từ 22kg tới 35kg em. Túi hộp 22kg 35kg em. Mã túi hộp nè. Quần đùi cho em nha, túi hộp cho em. Quần bé trai. Rồi xả cả nhà với giá là 59.000. Bao nhiêu ta? 95.000. Quần túi hộp nha mấy chị nha, 95.000. Size của bé từ 22kg cho tới là 35kg trên quần đùi nha. Túi hộp quần đùi em này. Rồi xả cả nhà 59.000 và 95.000. Túi hộp 95.000. Từ 22kg tới 35kg trên nha. 22 đến 35kg trên. Rồi 95k. Chị đã comment túi hộp cho em á, 95.000. Mã túi hộp cho em á, 95.000 cho em. Túi hộp 95.000. Rồi em lên bộ bé gái nè, bộ đây là size bé là 45kg lại cho em. Màu cam nha, bộ đây là 85-95 ngàn. Màu cam 85-95k dùm em nha, mã cam 85-95 ngàn dùm em, size đại cô. Là size của bé từ 22kg nha, cho tới là 42kg cho em. Màu cam, mặt cười là mặt cười cho em nha. Rồi size đại 85 ngàn, size cô 95 ngàn cho em. Đại cô 95 ngàn, màu cam. Rồi bộ đây em có màu cam, màu hồng, với lại em có màu màu nu, màu vàng nha. Bộ đây có 4 màu, cam vàng nu vàng, cam hồng nu vàng nha. Size của bé từ 22kg cho tới là 42kg nha. 22 đến 42kg nha. Chị đã comment màu hồng cho em á, mã hồng cho em. Xe bộ đây 85-95 ngàn, bộ hồng 85-95k cho bạn nha. Mã hồng cho em á, bộ hồng dùm em. Rồi là bộ đây comment màu nu nha chị nha, màu nu chị em. Từ 22kg tới 42kg màu nu nha. Giá siêu mấy chị 85-95 ngàn, màu nu, màu hồng, màu vàng, màu cam nha, nu hồng vàng cam cho em. Bộ đùi bé gái chắc là hàng không cô tông chính phẩm 100% cho em.
size của bé từ 22kg cho tới là 42kg cho em, 22 đến 42kg cho em nha. Rồi màu nu cho em nè. Rồi đây có màu vàng. Bộ đây có 5 màu nhưng có màu trắng nữa. Đây màu vàng nha chị, em màu vàng cho em xem mấy chị với giá là 485-95 ngàn. Màu vàng cho em nè, đẹp lắm. Thun cô tâm giống mỏng cho em nha, màu vàng cho em 85-95 ngàn nha. Rồi chị giống mỏng bằng màu vàng cho em 85-95 ngàn. Rồi lên bộ đây có thêm màu trắng nha, bộ đây có thêm màu trắng nữa nè, màu trắng giùm em 22kg-42kg em nha, màu trắng cho em. Thun bên em là hàng thun cô tâm giống phẩm cho em, bộ đùa bé gái cho em bao đẹp luôn á, mới về hàng cho em. Rồi chị đã cơm em màu trắng cho em nha, 22kg cho tới là 42kg nhá, màu trắng nha, 85-95k nha. Rồi chị đã cơm em màu trắng cho em, 85-95k nha. Rồi em lên một bé trai cho em, một bé trai 10kg tới 25kg màu vàng. Size lý là 79 nha cho em. Rồi lên bộ đây màu vàng nhé, bộ vàng này cực kỳ đẹp luôn nè, màu vàng nha, bộ bé trai 10kg tới 25kg nhé, bộ vàng này cưng lắm, 79.000 bộ nha, mã vàng cho em 79k nha cả nhà nha, bộ vàng này cưng ghê luôn, 10kg tới là 25kg nhé, 10 đến 25kg cho mã vàng cho em. Rồi giá xe mấy chị là 79k một set cho em, mã vàng 79.000, 10kg tới là 25kg cho em nha, mã vàng cho em 79k, 10 đến 25kg bộ vàng cho em. Rồi giá xe là 79k nha. Bộ đùa bé trai rất đẹp luôn á, 79.000 màu vàng cho em, của đêm mới về hàng. Chắc mày ba đẹp luôn. Trời chị comment mã vàng cho em 79.000, 10kg tới là 25kg nha, bộ vàng cho 79k. Bộ đêm có thêm màu đỏ nữa. Màu đỏ thì có size đại. Màu đỏ có size bé từ 22kg-35kg nha, đỏ. Quần riêng không có, chị 36 em hết rồi chị. Rồi là màu đỏ, bộ đỏ em á từ 22kg-35kg cho em nha. Màu đỏ đây 89.000 cho em, màu đỏ topi nè. Đó, đỏ nha chị nha. Rồi, đẹp lắm anh chị nha. Màu đỏ cho em nè, rất đẹp luôn. Size của bé từ 22kg-35kg màu đỏ cho em nha. Bộ đây mới về hàng cho em. Rồi, sale cả nhà với giá là 89.000 bộ cho em, size đại 89k nha. Đỏ là 89.000 cho em. À, nhí là 79.000, còn đại là 89.000, màu đỏ em size bé từ 22kg cho tới là 35kg cho em nha, 22-35kg cho em. Rồi chị cho em màu đỏ cho em 89.000, màu đỏ cho em size đại 89k nha. Hàng này mới về, hàng này hàng hè nha cả nhà nha, hàng hè cho em mới về. Đỏ 89.000 cho em, màu đinh dài bên trái 32kg hết chị ơi. Đây là một màu xanh này, hàng giúp xịn giùm em. Bộ xanh này có size bé từ 22kg-45kg nhé. Bộ xanh Adidas màu xanh cho em, 22kg em chào chị Huyền Trần. Đây như cả nhà nha, từ 22kg cho tới là 45kg màu xanh, hiệu Adidas cho em nha, hiệu này, hàng giúp xịn luôn nè. Rồi đây hàng hề nha cả nhà nha, siêu luôn á. Bộ đây với giá là nhí là 89.000, còn đại là 99.000 cho em á, màu xanh 89-99k nha. Rồi chị là chốt mã xanh giùm em từ 22kg cho tới là 45kg cho em nha, bộ xanh cho em, bộ sắc nách cho em 22-45kg nha, đẹp lắm. Thun là hàng thun cô tâm chính phẩm cho em nha, tiết hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em. Rồi giá sale là 89.000, 99.000. Size nhí là size đại với size cô, size đại là 89.000, còn size cô là 99.000 thôi. Em cho chị Huyền Trần. Rồi bộ đây em có thêm màu vàng nữa, bộ đây có thêm màu vàng nhé, màu vàng cho em. Rồi em có thêm màu vàng là từ size của bé 35kg tới 45kg nè, màu vàng cho em là size cổ. Bộ đây có thêm màu vàng là size cổ nha, hàng gip, kiểu của nó hàng gip xịn giùm em. Màu sắc nách cho em nha, từ 35kg tới là 45kg nhé, màu vàng cho em 35-45kg là được nha. Rồi chị đã có mã vàng cho em á, bộ vàng này 35kg-45kg mã vàng cho em, xe bộ đây với giá là 89.000 chưa? Size đại cổ là 99.000 cho em, 89.000. Size cổ là 99k một set cho em nha. Rồi chị đã có mã vàng cho em,
size từ 35kg cho tới là 45kg nhé. Một vàng cho em 35-45kg cho em nha. Rồi chị là chấp mã vàng cho em nha. 35kg tới 45kg cho em mã vàng cho em. Mã vàng nha. Màu xanh 42kg chút được thấy ha. Màu xanh cho em. Đáp màu xanh nha, ok đẹp. Rồi em lên bộ đây comment màu cam. Màu cam nha, màu cam giùm em. 22kg 45kg màu cam. Rồi giá sale 89 và là 99 nha chị em. Rồi chị đã có màu cam, mấy chị đáp màu cam hàng hiệu viết nha. Màu vàng em chốt chị phía mai giùm em. Đây nha cả nhà nha, mấy chị lưu ý là hàng xịn luôn. Bộ đây là giá thị trường của nó phải trên 150.000 một. Rồi màu cam, màu cam nha, tim bò em chốt chị vỏ lông 32kg nha. Màu cam là size của bé từ 22kg tới 45kg nha. Màu cam ở đây 22-45kg cho em nha. Rồi là mã cam thì em giá xem mấy chị là 89 và là 99 nha cho em. Màu cam cho em, mã cam vàng 42kg chúng ta thấy ha, ok đẹp nha, thấy ha. Màu cam 45kg lại cho em nha. Màu cam từ 22kg 45kg nha. 89 và là 99 nha. Màu cam nha chị nha. Màu cam cho em, test hàng dịp cho hàng thoải mái cho em. Đúng hàng xịn mấy chị nhận nha. Hàng xấu gọi trả là cho em nghe. Đấy, màu cam nha, 22kg cho tới là 45kg chắc. Màu cam cho em giá xem mấy chị bởi giá là 89.000 size đại, size cô là 99.000 cho em. Đấy, đẹp giảm em. Rồi em là màu xám, màu đây có thêm màu xám nữa. Size của bé cũng từ 22kg cho tới là 45kg nha. Đây màu xám đó cả nhà, màu xám cho em. 22kg tới 45kg màu xám cho em giá xem mấy chị bởi giá là nhiêu ta. 89 mới là 99 nha cho em bộ nha. 89 mới là 99 cho em màu xám nha, màu xám cho em. Đấy, đẹp quá trời luôn. Ta đại cổ cho em nha. 22kg cho tới là 45kg cho em. 22-45kg cho em nha. Rồi là màu xám cho em. Mã xám nha. Cả nhà màu xám cho em 22-45kg nha, màu xám cho em. Giá sale full cô tâm tính phẩm trên hàng hiệu VIP xịn đây nha. Rồi 879 nha, 89 là 99 nha cho em. Màu xám cho em. Màu nâu nha cả nhà, màu nâu này xinh quá trời luôn á, nâu. Nâu này size của bé là 45kg này cho em, màu nâu. 22kg 45kg nhé. Màu nâu là quần túi hộp cho em, màu nâu này, mã nâu cho em. Nâu là 85-95 ngàn, màu nâu. Màu nâu như ta. Nâu là 85-95 ngàn cho em, mã nâu thì em 85-95 ngàn. Size đại cổ cho em nha, nâu. Này dòng hàng size đại cô nha cả nhà, hàng này hàng đại cô cho em á. Rồi 85-95 ngàn, size của bé từ 45kg lại cho em nha. Bộ nâu 22kg cho tới là 45kg nha. 22-45kg cho em nha. Rồi là mã nâu cho em giá xe bộ đây với giá là 85-95 ngàn. Mã nâu. Nâu này em có thêm màu trắng nha cả nhà nha. Nâu này em có thêm màu trắng nữa. Màu trắng nha mấy chị nha, 85-95 ngàn. Màu trắng này có size bé từ 22kg nha cho tới là 45kg nha. Màu trắng cho em 22kg tới 45kg cho em nha. Rồi là màu trắng cho em bao đẹp luôn chị nha. Màu trắng cho em bao đẹp luôn, từ 22kg 45kg nha. Màu trắng cho em. Đấy. Rồi test hàng kiểm tra hàng tạo mái cho em nha. Màu trắng cho em từ 22kg tới 45kg nha. Màu trắng cho em nè, đẹp giả mang luôn. Rồi giá xem mấy chị bởi giá nè, 85 ngàn là size đại, còn size cô là 95 gram bột xếp cho em. Đấy. Rồi là một trắng nha, chị là chắc một trắng nên là trắng ngang chắc đẹp lắm. Để có chị chia hàng thoải mái cho em nghe nha. Xấu gửi trẻ ra cho em, chắc này bao đẹp luôn. 85 ngàn, 95 ngàn, một trắng cho em. Hàng này hàng hiệu, 100% phun cô tâm chính phẩm luôn, hàng ghiếp xịn luôn nha. Rồi em lên mã nhện nha, 79.000, 89.000 nhện. Nhện này có size bé 10kg tới là 35kg nha. Nhện, nhện cam cho em 10-35kg nha. Mã nhện cam giá siêu là 79-89 nha. Size này size nhí và size đại nha. Nhện nha, nhện nha, 79-89 ngàn cho em á. Chị là các bạn nhện cho em 10kg tới là 35kg cho em nha. Nhện cam 10-35kg cho em nha. Mã nhận cam giá sale với chị nha. Phun cô tâm chấm phẩm hết toàn bộ cho em 79 với lại 89k nha. Nhận 79 với lại 89.000 cho em nha. Chị để cho bạn nhận cho em 10kg 35kg nhé. Cô nhận cho em 10-35kg nhận cho em.
bảy ký mới là trên 8 ký nha. Nhẫn cam, nhẫn cam là có size đỏ, size đại ký và đại kem. Nhẫn đỏ là 10 ký, đó là 23 ký nhẫn đỏ. Nhẫn đỏ là 79k nha, 10 ký tới 23 ký nè. Đó, chị về comment mình nhẫn đỏ cho em 79 nha. 10 ký tới 23 ký cho em nha. Mã nhẫn đỏ cho em 79 nha, 10 đến 23 ký cho em nha, mã nhẫn đỏ. Rồi 79k giùm em nha, nhẫn đỏ cho em 79 nha. 10 ký tới 23 ký giùm em, nhẫn đỏ. 79k, 10 đến 23 ký nha, nhẫn đỏ cho em 79 nha cho em. Đây là mã nhẫn vàng, 10 ký tới 23 ký nhẫn vàng cho em 79 nha. Rồi chị có mấy mã nhận vàng cho 79k nha, 10 ký tới 23 ký nhé, mã nhận vàng cho 79 nha cho em. Nhận vàng 79k. Rồi 10 ký tới 23 ký cho em nha. Đó. Chế lại comment mã nhận vàng cho 79 nha, 10 đến 23 ký cho em nha, nhận vàng cho em. Rồi 79k nha, nhận vàng 79 nha, 10 ký tới 23 ký nhận vàng. 79k. Rồi em lên bộ màu trắng này, chứ là comment mà trắng cho em nha, trắng giùm em. Trắng này có size của bé là 20kg thôi. Xếp màu trắng cho em nha, xem mấy chị 55.000. Trắng này hàng thiết kế cho em nha, 22kg nha, 50.000 nha. Còn 55.000 nha, 55.000. Màu trắng cho em hàng thiết kế cho em 55.000. 22kg nha, màu trắng nha. Rồi 55k nha. Rồi chị có màu trắng cho em 55.000. Trắng này 55k. Size của bé là 22kg cho em nha, trắng 55.000, 22kg, trắng còn một set cho em. 22kg 55k, một trắng cho em. Đây, chị lại có một vàng, mấy chị một vàng cho em 55.000. 15kg tới là 22kg nhé, một vàng nữa đây. 15kg tới 22kg một vàng cho em, hàng thiết kế em. Rồi 55k nhân vụ ống rộng cho em, 15kg tới 22kg một vàng. Rồi 55k nha mấy chị, 55.000 một vàng, 55.000 cho em. 15kg tới 22kg nhất mã vàng cho em. Rồi sale cả nhà 55.000 một vàng. Mã vàng 55k, 15kg tới 22kg nhất mã vàng cho em. Rồi 55k nha, bộ vàng 55.000. Vàng 55k. Rồi em lên set màu xanh của bé trai, xanh bé trai mà em. Rồi bộ này đẹp lắm nha, bộ này đẹp lắm nha, màu xanh giùm em. Giá xe bộ đây là 95.000. Xanh này 95k bộ set giùm em. Size là cổ nha. Size này size cổ cho em là 45kg lại cho em á, từ 30kg tới 45kg nha, size cổ. Rồi 95k nha. Màu xanh là 95k mà, đẹp lắm. Xanh này 95k cho em 45kg lại cho em, xanh cho em. À, từ 30 ký 45 ký nhân một xanh cho em 95.000. Rồi chị để giúp mở xanh nha, bộ xanh này đẹp nè. Rồi 95k em nha, xanh này 95.000. Từ 30 ký tới là 45 ký cho em nguyên bộ á, size cổ. Rồi 95k nha, màu xanh này 95k, chị để giúp màu xanh này 95.000 xanh. Mã xanh này 95k. Rồi em là mã cam á, bộ cam 35kg tới 45kg nhé, một cam 95.000. Như dán vào bề chị. Rồi là một cam xanh nè, bộ đã đẹp lắm á. Rồi 95k nha. Rồi ok chị đẹp á. Xanh này 95.000, 35kg 45kg đây, xanh nè. Xanh cam nha, cái màu xanh cam, xanh cam 95.000 cho em. Mã xanh cam 95k, size bé từ 35kg tới 45kg cho em. Rồi 95.000 size cổ những cả nhà, hay size cổ cho em xanh, xanh cam 95.000 cho em. Mã xanh cam cho em 95.000. Size bé từ 35kg tới 45kg xanh cam. Rồi 95.000. Mã xanh cam 95.000. Rồi là mã ring nè, xếp giả ring cho em nha. Xanh 43kg chút tuyết nhung.
Rồi lên mạng sẽ chọn riêng này màu cam nha. Riêng cam 10kg tức là 35kg riêng cam. Mã riêng cam nha cả nhà nha. Riêng cam chất lao đẹp luôn. Bộ này giá như thế nào? Coi coi giá như chị 7140. Rồi là mã riêng cam á, chiếc quần riêng giả nè. Quần này quần đùi giả riêng cho em 10kg 35kg nha. Mã cam cho em 10 đến 35kg nha. Mã cam cho em sale cả nhà bởi giá là như ta. Bảy chín ngàn tám chín ngàn một cam. Xếp giả riêng cho em nha, 10kg tới 35kg cho em xếp giả riêng cho em này. Xa nhí xa đại nha, 7989k. Đẹp giả mang luôn. 10kg tới 35kg cho em nha, 10 đến 35kg nha. Một cam. Giá sale là 7989k nha, một cam. Mickey là 10kg tới 32kg nha, xếp Mickey nè. Hết rồi chị ơi, đi cháu cũng còn nhiều đâu. Rồi lên một đây nè, một Mickey màu cam, màu hồng nha, 10kg tới là 32kg Mickey màu hồng. 10 đến 32kg nha, Mickey màu hồng cho em. 10 đến 32kg nha, Mickey hồng xem cái gì bây giờ là 85.000. Rồi lên bộ hồng 85k, 10kg tới 32kg nha, hồng này. 85k nha, bộ đồ lạnh cho em á, 85.000, 10 đến 33k nha, Mickey màu hồng cho em. Rồi 85k nha. Hồng cho em 85.000 cho em á, 10kg tức là 33k nha, Mickey màu hồng cho em. 85.000, 10 đến 33k nha, Mickey màu hồng cho em 85.000. Màu dâu. Màu dâu là 10 đến 25k nha, Mickey hồng mình chốt phương xương. Màu dâu 10kg tới 25kg màu dâu nè. Màu dâu cho em 10kg tới 25kg nha. Rồi giá xem mấy chị 85.000. Dâu này 85k nha cả nhà. Dâu này 85.000. 10kg tới là 25kg cho em nha. 10 đến 25kg màu dâu. Và 85k nha. Màu dâu này 85k. Không mấy mặt trướng lắm chạy nha. Màu dâu 85.000. 10kg tới 25kg dâu 85.000. Màu tím em còn một bộ tím nha, tím còn bộ. Đây nha, tím còn bộ nè, dâu 25kg cho em. Tím còn bộ, vô to ghê luôn nhá. Tím là còn 35kg nhá, màu tím còn 35kg cho mày, màu tím cho em. 35kg 36kg nhá, em không to nha, không to nha. 35kg 36kg nhá, màu tím còn một xếp 35 38kg luôn, tím. 35kg 38kg cho em nha. Rồi là màu tím á, chị màu tím cho 35 38kg nhá, màu tím cho mày. Rồi 85.000. Tím này 85k nha, 35-38kg tím nha. 40kg cũng được, nói chung 35kg 40kg cũng được nha. Một tím nó đẹp lắm. Xem với chị 85.000. Rồi là mùi tiên nha cả nhà nha. Mùi tiên cho em 10kg đó. Không lẽ sao nha. Này quần đi đây còn mỗi màu còn một cái nha. Xem nó chỉ 75.000. Mã số 1 75.000, size của bé là mã 1 còn cái này. 75.000. Cái này size bé 18kg ấy. Mã 1 75.000 18kg nha, mã số 1 cho em hết 75.000 18kg mã số 1 cho em. 75.000 18kg cho em nha, mã số 1 cho em. 75.000 18kg mã 1 nha. Đây là mã số 2, mã số 2 nha, mã số 2. 75.000 18kg, size của bé là 18kg nha. Mã số 2 cho em. 18kg nha, mã số 2 18kg cho em. 75.000 mã số 2, lưng thun co giãn cho em, mã số 2. Mẫu nào chị ơi? Rồi là mã nịt nha, mã nịt này 20kg nha, nịt cho em á. 18kg à, không, nịt này 16kg. 15kg 16kg mã.
Rồi, ok vậy đẹp nha. Rồi mã nịt này, nịt cho em 75.000. Sale nút không? 15 ký nhé, 15 ký mã nịt cho em 15 ký, 75.000. Còn một cái nhé, nịt 15 ký 75 cho em mã nịt cho em. 15 ký 75.000 mã nịt cho em. Chiếc 18 ký này em có 2 3 mẫu á, chị lấy ta, chị lấy mẫu nào vậy? Rồi comment là mã chữ ấy. Mã chữ size bé 13 ký nhé, mã chữ 13 ký cho em 85.000. Chữ 13 ký 85k nha, mã chữ cho em á, chữ 13 ký 85k nha, mã chữ ra 13 ký 85.000 mã chữ cho em. Rồi lên mã chữ nhé, xin dài chị Phương Trương 18 ký. Rồi cái đẹp. Mã chữ nha, chữ 13 ký 85.000, chữ 13 ký 85.000. Xin dài bé cho 30 ký còn nha. Rồi lên mã đây comment mã riêng gì đây. Riêng đùi à, đùi 20 ký nhé. Mã đùi trăm 20 ký nhé. Đùi này 20 ký nhé chị nhé, 75.000. Còn cái đùi 20 ký 75k mã đùi. Đùi này 20 ký 75k nha. Mã đùi cho em này, để cho mã đùi cho em nha. 20 ký 75.000 mã đùi. Đùi này 20 ký 75k mã đùi cho em. Mùa ninh già đâu nha. Phương Trương mùa ninh già, ok. Áo có cái bé hả? Ok chị. Lên mã rách cho xem cái gì 95.000. 18 ký lại em mã rách này. Rách. 15 ký cho tới là 18 ký mã rách nha, 95.000. Rồi chị có mã rách cho em 95k nha, 18 cho 14 ký. 14 ký cho tới là 18 ký nhé. Mã rách cho em 95.000. Mã rách 95k nha. Rồi lên mã rách cho em 95.000, rách 95.000. 14 ký tới 18 ký rách 95.000. Để áo khoác rách 95.000. Tím 35 ký chút Tuyên Nguyễn. Quần đinh nha, mấy chị 45 ký 50 ký nè. Đi đinh đùi 45 đến 50 ký nha, riêng đùi này bé trai cho em. Rồi riêng đùi mấy chị nha, riêng đùi này sale ở đây là 99.000 cho em. Đồ bé trai có chị, đồ bé trai có 33 ký nhiều lắm, điểm lên cho. Rồi đưa mà riêng đùi nha, riêng đùi này 99.000, 45 ký 50 ký riêng đùi này. Rồi 99.000 cho em nha, 45 ký 50 ký mà riêng đùi cho em nè. Đùi em mà đùi cho em nha, đồ bộ bé trai đâu đùi. Rồi là bộ màu xanh này, 10 ký tức là 35 ký màu xanh nha, 79.000, 89.000 màu xanh này. 10 ký 35 ký màu xanh nha, 89.000 cho em á, màu xanh em chắc được đó, mấy chị yên tâm về. Mấy chị cứ yên tâm về chắc cho em nha, mấy chị tin tưởng mấy chị mua. Tại vì hàng em bán mấy chị là bao đẹp luôn, không bao giờ bán hàng xấu cho cả nhà. Chị là hàng full cô tâm chứng phẩm 100% là thương hiệu riêng của em. Thương hiệu của em là hàng full cô tâm chứng phẩm 100%. Đó. Rồi bây giờ em đang chạy hàng hè cả nhà, là trai cái đồng bộ là full 100% nha cả nhà nha. 100% thương cô tâm chứng phẩm cho em. Hàng 6 gửi trả lại cho em. Rồi, lên màu bộ màu xanh là 10 đến 35 ký màu xanh cho em, giá xem mấy chị là 79 nha, 89 nha bộ. Này xa nhí và xa lại cho em nha. 79, 89 nha một set cho em, thương cô tâm chứng phẩm 10 ký 35 ký màu xanh cho em. Hàng mới về. 10 ký 35 ký nha màu xanh này. 79, 89 nha màu xanh cho em. Nhí và lại cho em nha, xanh. Thun cô tông chứng phẩm 100%. Rồi em lên bộ đây màu cam này, 45 ký lại cho em. Màu cam nha, cam cho em từ 25 đến 45 ký nha. Xanh em chốt chị Tuyết Nhung. Xanh em chốt chị Nguyễn Diễm 33 ký cho em. Mỹ Diễm Nguyễn chăm xin số thoại nha. Chị Mỹ Diễm Nguyễn chăm xin số thoại cho em nha. Rồi là màu cam đó, màu cam màu bao nhiêu ta? 899 nha. Là một bao nhiêu?
màu cam, à đắt màu cam nha, 89 nha em. Size của bé từ 25 kg tới 45 kg này, màu đắt cam nha, đắt cam cho em, giá siêu là 89.99 nha em. Rồi ok chị Diễm, chị lên số điện thoại em chút đơn nha. Màu cam nha chị nha, cam 89.99 nha, màu cam, size bé từ 25 kg cho tới là 45 kg nha. 45 kg lại cho em mã màu cam. 25 kg cho tới là 45 kg nha. Màu xanh 30 kg em chốt chị Thiên Kim buồn em chốt vậy rồi, Thiên Kim buồn 30 kg em chốt rồi. Màu cam, cam cho em. Ok chị Diễm nhé. Cam 89 là 99 nha, size đại với size cô là từ cam 33 kg em chốt chị Diễm luôn. Màu vàng từ 35 kg 45 kg màu vàng, 35 kg tới 45 kg nha, màu vàng cho em. Rồi bộ đai 99 nha, cho em màu vàng là size cô nha, size 14 kg em chốt chị Thiết Mai cho em. Trời là màu vàng mấy chị, màu vàng cho em nha. Sau cùng bé từ 35 kg cho tới là 45 kg nha, màu vàng 35kg, 45kg nha. Bộ đai Psycho là với giá 99.000 Psycho. Còn size đại thì 89.000 cho em. Màu xanh, đắt xanh nha. Đắt xanh là hàng gift nha cả nhà nha. Nhìn những cái em là hàng gift xịn luôn. Hàng này hàng bao đẹp nha. Đắt màu xanh từ 25kg tới 45kg đắt xanh dùm em. 25kg tới 45kg nha, đắt màu xanh dùm em. Còn giá sale là 89.000 với là 99.000 nha. Màu vàng 30kg em chốt việc xin. À vàng không có 30kg chị ơi. Vàng có size từ 35kg tới 45kg cho em. À, vàng 33kg thì có size. Vàng 30kg thì đổi sang màu xanh cho em được không? Màu xanh em trước thì thiên thiên quần nha. Màu xanh ok đẹp nha. Màu xanh nha em này. Xanh này có size nha. Đắp màu xanh dùm em. Rồi giá sale mấy chị 89 là 99 nha nha. Đắp màu xanh cho em. Giá sale. Em ba đẹp luôn. Hàng gift xịn mấy chị ra ngoài mua 140.000 150.000 bộ cho em hàng gift. Hàng thun cô tâm chứng tỏ 100% cho em. Rồi đắp màu xanh ok đẹp nha. Đắp màu xanh dùm em. Em có thêm màu xám nha, màu xám có size bí cục từ 22kg, 25kg cho tới là 45kg nha. Màu xanh em chút chị Diễm luôn nha, ok chị, màu xanh này màu vàng chút chị nha, xanh với vàng, đắt xanh với đắt vàng cho em. Em có đắt thêm màu xám nha, màu xám nha em, cũng từ 25kg cho tới là 45kg nha, màu xám nè. 25kg tới 45kg nha, màu xám nha em, bao đẹp luôn. Rồi, 89 và là 99k một xế cho em nha, test hàng kiểm tra hàng thoải mái, hàng đẹp thì nhận hàng xấu gửi trả hàng lại cho em nha. Đây là màu đắt màu xanh. Màu xanh màu vàng đẹp lắm các bạn nha, màu xanh màu vàng với lại có một màu xám nha. Xanh vàng xám nha em, màu xanh màu vàng màu xám cho em. Rồi em lên cái set giả riêng cho, set giả riêng hồi nãy đây. Như cam á. Em lên cái set giả riêng cho cả nhà, 79.000 89.000 10kg tới 35kg này, riêng cam cho em. Set giả riêng em đẹp lắm. 10kg tới 35kg đẹp nha, set giả riêng cho em này. 10 đến 35kg nha, riêng mà riêng cam cho em này. 79-89k nha, đây xếp riêng cam nè, quần đùi giả riêng cho em, 10kg 35kg nha, cổ trụ nè cả nhà nha, cổ trụ cho em. Rồi là mã riêng màu cam á, riêng cam 10kg 35kg xếp riêng cam cho em, giá sale là 79-89k cho em. Cứ test hàng kiểm tra hàng thoải mái nha cả nhà nha, hàng em mới về. Cái lô này là lô đầu tiên em nhập hàng hè nha cả nhà nha, hàng em mới về. Và sau này em chuyên like mấy chị là không cô tông chính phẩm 100% là đồng bộ nha, bé trai và bé gái. Có size từ 10kg tới 45kg 50kg lại cho em. Rồi là một đây có màu cam, màu cam 10kg cho tới là 35kg nhé. Mà riêng cam này, đây là vùng đùi giả riêng cho em. Rồi giá sale là 79.000, như là 89.000 bộ nha. 79.000, 89.000, đẹp giá mẹ luôn ha. Màu riêng cam, mẹ riêng màu cam cho em, riêng cam cho em. 79.000, 89.000, màu cam. Riêng cam em chúc chị Mỹ Duyên, 79.89.000, màu cam. Rồi là bộ màu trắng nè, màu trắng nha em nha. Màu trắng có 2 đến 10 tới 35 cái màu trắng em. Màu trắng này nhiêu tiền không? 79.89 luôn. Rồi là màu trắng nha mấy chị nha, màu trắng cho em 79.89.000, 10kg tới 35kg nha, màu trắng cho em này, màu trắng này cưng lắm. Này nha chị ơi, nó có hình đất là cưng luôn này. Đó là màu trắng cho em, còn màu đen, áo màu trắng cho em 10kg tới 35kg nha, màu trắng đen nha, trắng đen. Rồi giá cho em mấy chị là 79 hoặc là 89.000 cho em nha, 79 hoặc là 89.000 cho em. Rồi là màu trắng cả nhà, màu trắng nha, khung màu em là hàng khung cô tông chính phẩm cho em. Rồi test hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Thun cô tâm chấm thẳng hết toàn bộ nha cả nhà ơi, màu trắng nha em, 10kg cho tới là 35kg cho em á, bộ đã rất đẹp luôn. Giá xem mấy chị là 79.000, 89.000 nha, màu trắng cho em á, màu trắng. Rồi 10 đến 35kg cho em, màu trắng. Mấy bộ đã siêu phẩm á. Rồi chị đã có mấy màu trắng nha em, 79.000, 89.000 cho em.
Đó là bộ nâu mấy chị 85-95 ngàn. Riêng kem em chốt chị Tuyết Nhung. Màu nâu mấy chị 85-95 ngàn. Size phí từ 22kg đến 45kg nha. 22 đến 45kg nha. Nâu này mà nâu chữ nha. Nâu chữ dùm em. Rồi size đại với size cô là size đại 85 ngàn. Size cô là 95 ngàn cho em á. Nâu chữ cho em. Size của bé từ 22kg cho tới là 45kg cho em nha. 22 đến 45kg cho em nha. Trời lên mạng nâu chữ cho em á. Chị đã chúc mạng nâu chữ cho em. Đây nha cả nhà, nâu chữ nha, bộ nâu chữ cho em. 22kg cho tới là 45kg nha. Quần túi hộp hai bên nha em, nâu chữ. Và size đại 85 ngàn, size cô là 95 ngàn cho em á. Nâu chữ, mạng nâu chữ cho em nha. Mạng nâu chữ cho em. Rồi em lên mạng riêng màu xanh này, 22kg 35kg nha, xếp riêng xanh dùm em. Rồi size đà là 89 nha cho em nha, cái này không có size nhí. Riêng xanh này không có size nhí cho em nha, riêng xanh dùm em. Rồi cái này có size của bé nha, riêng màu xanh dùm em. 22kg cho tới là 35kg riêng màu xanh này. Rồi size đà là 89 nha dùm em. Khách hàng kiểm tra hàng tổng máy, áo cổ trụ dùm em nha, cổ trụ này. Cưng ghê luôn. Rồi cái này không có size nhí nha cả nhà, riêng xanh dùm em. Rồi áo thun bé trai đúng không? Ok chị. Mã riêng xanh cho em từ 22kg cho tới là 35kg nha. Mã riêng xanh cho em theo cả nhà với giá 89 nha. Rồi áo thun bé trai ok chị, áo thun bé trai đưa chị. Không còn nãy đâu, không còn nãy nha. Đâm màu nâu. Em lên màu nâu nha, 45-55 ngàn. Áo thun bé trai 22kg tới là 45kg nè, màu nâu nha. Rồi size đại em siêu luôn, để em like bộ đây áo này là 45-55 ngàn. Size đại là 45 ngàn, size cô là 55 ngàn. Từ 22kg tới 42kg nha. Màu nâu 22-42kg màu nâu cho em, màu nâu. Rồi chị cảm ơn mạng nâu cho nha, nâu cho em. Quần riêng bé trai 30kg á, riêng xanh 33kg cho chị mình hiểm. Cái màu xanh dùm em, màu nâu 45-55 ngàn, size từ 22kg tới 42kg nha. Chắc đẹp lắm. Rồi lên áo nâu, áo nâu cho mẹ, áo nâu. Mẹ áo nâu kìa. Em có lẽ áo màu gì ta. Em có cái màu màu đen. Đi nhận gì. Rồi chị có mấy mạng nâu cho em á, mạng nâu cho em. Rồi lên mảnh nhện nha, nhện màu cam này. 10kg tới là nhện cam, 10kg 35kg nhện cam nha. Giá siêu là 7 mấy ta. Nhện bao nhiêu em? 79.000, 89.000 cho em á, nhện cho em. Tại vì cái hàng gift này nó mắc tiền lắm nha cả nhà nha. Nâu no. Ok em chốt chị nha, áo khó cái giá không chứ gì. Rồi lên mảnh nhện cam nha, 79.000, 89.000 cho em. 10kg tới là 35kg nhện cam cho em, hàng gift xịn luôn. 79.000, 89.000 nha. Rồi chị cảm ơn áo nhợn nha, xếp nhợn cam 10kg tới 35kg nha, nhợn cam cho em. 79.000, 89.000 mã nhợn cam cho em. Áo có cái trái đâu. Rồi ok chị đẹp nha. Rồi là áo có cái trái 10kg 35kg khóc xanh cho em á, 10-35kg mã khóc xanh cho em xem. Rồi khóc xanh mấy chị 65-75 ngàn, khóc xanh cho em 10kg cho tới là 35kg nha. 10-35kg khóc xanh nha. Giá sale mấy chị 75-85 ngàn, khóc xanh cho em 75-85k mà khóc xanh cho em 10kg cho tới là 35kg cho em nha. Facebook của này nó bóp tương tác nhưng mà chị không, hồi giờ em chưa thấy like. Bữa nào em like có 10 người xem đến like cho em. Nó bóp tương tác đến độ bây giờ em còn có 10 xem nè. Rồi em like mà khách yếu quá thì em sẽ nghỉ like nha. Bữa năm 2 ngày đây bị bốc tương tác quá nhiều. Khóc đi không có chị ơi, khóc đi không có nhé. Rồi là mà khóc xanh 10kg tới là 32kg nè. Khóc xanh cho em. Sale là 65-75 ngàn. Riêng bây giờ không còn hàng đâu chị ơi. Bây giờ mà kiếm tiếp không có ra hàng đâu. Bây giờ toàn là hàng hè thôi nha. Bây giờ là hàng hè chính hết cả nhà nha. Trời em lên bộ đây nè, bộ đây cực kỳ đẹp luôn nha. Riêng màu nâu
22 kg 35 kg mã Rino, xem mấy chị là 89.000 sơ đại. Rino em có thêm cái màu này nữa nha, Rino 22 kg cho tới là 35 kg nhé, Rino. Rồi bộ đây xem mấy chị với giá là 89 nha. Mã Rino 89.000 cho em size bé từ 22 kg tới 35 kg nha. 22 đến 35 kg nhé, mã Rino cho em, xem mấy chị 89.000 cho em. Mã nâu 89.000 cho em nha, nâu 22 kg tới là 35 kg cho em nha. Rồi là mã Rino, chị ăn Rino cho em á. Ok ok chị. Rồi là mã nâu mấy chị, Rino cho em 22 kg 35 kg nha, Rino cho em 89.000, nâu 89.000 cho em. Đỏ này 22 kg 35 kg nhé, 38 kg đi, áo đỏ cho em. Xem mấy chị 55.000, áo đỏ 55.000, size vé từ 25 kg 38 kg nhé, áo đỏ cho em 55.000, áo đỏ cho em 55k nha, 22 kg 38 kg áo đỏ cho em. Rồi 55.000 cho em, đỏ 55.000, 22 kg 38 kg nhé, màu đỏ cho em 55.000. Rồi mấy chị ơi, cho em nghỉ like nha. Thì like mà có 14 chị xem là nó yếu cực kỳ luôn em like. Rồi trưa mai em sẽ like lại nha cả nhà nha. Hàng mới về đồng bộ rất là nhiều, chị nào muốn lựa hàng thì ký qua shop coi hàng cho em nha. Rồi em chào cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon.